Vâng, chào toàn thể anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Video hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái con máy mà để anh em chơi cái bộ môn bài slot hay là xì tố trong những ngày giải Tết sắp tới này. Đặc biệt cái loại máy này thì nó rất là hiệu quả trong sòng sới là như thế này. Là mình chơi bài á, tới sân chơi thì mình không cần phải đưa bài của mình vô, mình vẫn chơi được. Nhiều rồi, cái máy này thì có một lợi thế rõ ràng thế này nữa là cái máy này là cái máy chính hãng luôn. Máy Samsung hoặc là iPhone đó, cái máy đó là máy chính hãng nha, không phải là máy đánh bài. Ví dụ như những con máy đánh bài này á thì nó nhái trên cái điện thoại Trung Quốc nha, nên nó là nó cũng không có được được chính hãng cho lắm. Người này thì ngụy trang trên cái điện thoại que mắt thôi. Còn cái con máy mà hôm nay tôi giới thiệu cho anh em để chơi bài slot là con máy chính hãng 100%. Là cái loại máy này thì anh em có thể lên mạng xem phim, nghe nhạc, lướt Facebook này kia. Nói chung là cái điện thoại này là điện thoại chính hãng, điện thoại Samsung nha. Đây, Samsung bình thường thôi, không có phải là con máy đánh bài nha, anh em lưu ý. Loại này thì chơi rất hiệu quả luôn. Để chơi cái loại máy này thì rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì anh em chỉ cần để cái điện thoại ra chỗ này, điện thoại như thế này là mình có thể chơi được. Nó sẽ quét cái loại bài ở dưới kia, đây là còn gọi là cái máy đọc bài nọc đó, là mình có thể mình chơi bài xì lát cũng được nè, xì tố cũng được nè, hoặc là chơi bài mấy cái loại bài ở miền Bắc đó anh em, là cái loại bài gì ta, bánh trắng á, thì nó sẽ soi ở phía dưới là mình có thể biết được lợi thế hơn rất là nhiều. Những cái trường hợp như thế này nè, đặt lợi đặt như những cái trường hợp ví dụ như là anh em 19 18 nút này mà nhìn thấy con hai ở dưới này đúng không, thì nè ví dụ như anh em thấy con hai ở dưới, những cái trường hợp mà anh em không có biết được con hai ở dưới thì anh em chắc chắn là không dám kéo. Nhưng mà để như những cái trường hợp như thế này nè, với cái con máy này nó hỗ trợ cho anh em là mình có thể mình biết được đó lá gì ở dưới là mình có thể mình kéo luôn. Tất nhiên là không phải là mình để như thế này mình đặt với con hai nha, mình phải lưu ý mình không khéo mình úp thế này nè, mình lúc thế này và mình có thể mình đảo qua đảo lại là mình sẽ biết được đó, thấy không, 12 kéo 8 chứ đừng có để 18 kéo con 2 là bể nha anh em. Nói chung là đồ thì đồ nhưng mà mình phải biết cách mình áp dụng như xong sới. Còn áp dụng như thế nào, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em. Và anh em chỉ cần mở cái máy lên và để ở phía dưới chỗ này thì nó sẽ báo cho mình biết trong quá trình mình chơi, không phải là máy báo nha, mà là cái người ở nhà sẽ báo cho mình biết này. Cái điện thoại đây bình thường không có gì hết đó, không có gì là bình thường hết, không có gì bất thường đúng không, là mình chơi được, mình để như vậy là mình sẽ chơi được thôi. Đó là mình sẽ thấy ở phía dưới này, đây con máy này thì đặt ở nhà nha, cái khoảng cách kết nối thì không phải lo, nó xuyên không gian và thời gian luôn. Đó là cái này là anh em ở nhà thấy này, ở nhà thấy nó như thế này này đó, thấy không, con ba con bảy và bé thế này làm sao mà anh em thua được. Nó sẽ xong rồi người ở nhà thấy đó, đặt như thế này này đó, thấy không, đó con bốn ở dưới này, bốn bốn rô này rất là rõ ràng nha, mình có thể rung được hoặc kéo qua kéo lại được luôn. Mẫu mã thì có thể đa dạng nha, cái máy anh em có thể làm vào cái con iPhone cũng được, con Samsung cũng được, Apple cũng được nha. Cái mẫu mã thì cũng không có quan trọng lắm đâu, quan trọng là cái khả năng hỗ trợ của nó này. Đó là mình nhìn thế này là bình thường đâu có thấy gì đâu đó, nhưng mà là người ở nhà sẽ thấy cho mình biết. Đây là con biết con ba ba ở dưới này, đây con ba rô ở dưới này đó, ba rô này, ok, ba rô này, tám cơ này. Đó, chơi rất là hiệu quả luôn. Anh em chỉ cần để như thế này, cái máy này thì hoàn toàn là bình thường thôi, không có gì là bất thường ở đó. Nó để như vậy là mình dàn tiền dàn làm các kiểu bình thường hết ha. Anh em có thể up xuống bình thường này. Đây là cái con điện thoại, điện thoại đây là cái con iPhone, con Samsung đó, Samsung chứ ha, không phải là cái con điện thoại đánh máy đánh bài, nên nó là mình không phải tăng tăng đâu, mình có thể kéo qua kéo lại đó, nhìn thấy con già thấy không, ok không, và người ở nhà sẽ thấy được và báo cho mình biết qua những cái tai nghe dạng tai nghe kỹ thuật số hay là tai nghe thường, tai nghe máy đánh bài á. Đó là mình sẽ đeo cái tai nghe này trong quá trình mình chơi đó, mình đeo cái tai nghe hạt đậu bé tí này, giống như tai nghe điệp viên 007 đó, nhét vào trong tai thì người bên cạnh nhìn vào chẳng thấy đâu, rất là kín đáo. Hoặc là anh em không muốn dùng cái tai nghe thì cái đó thì anh em có thể dùng tai nghe 5G đó, băng tầng 5G luôn, âm thanh sống động. Và một bộ của nó là gồm hai cái đó, loại này thì cao cấp hơn. Nói chung là đồ chơi rất là đa dạng luôn. Anh em có nhu cầu muốn sở hữu hay là muốn trải nghiệm về cái con máy đánh bài chợ này thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại trên màn hình này, 079 791 93, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Trong quá trình mình chơi thì hoàn toàn là bình thường hết nè, nó mở lên không có gì hết nên nó là rất là kín đáo luôn đó. Mình có thể mình bật Facebook, Zalo gì đó bình thường, nghe nhạc cũng bình thường này ha, nó nghe nhạc nó chạy chương trình bình thường ha, nên nó là mình chơi sẽ rất là ok luôn đó. Mình có thể mình lên bình thường hết, đọc đọc báo bình thường hết, mở lên không có gì hết nè. À, tại vì tôi chưa ấy, cái nó đó mình để xuống như vậy nó vẫn thấy bình thường kìa. Tất nhiên là mình phải để xuống nha, chứ không phải là mình cầm lên nha, nhưng mà ý tôi nói là người ta có mở lên cũng không thấy gì hết á nè, mở lên cũng không thấy bình thường hết à, là cũng đâu có gì là bất thường đâu.
À, thấy không? Đâu có gì là bất thường đâu nha. Rồi anh em nào có nhu cầu muốn trải nghiệm cái con máy đánh bài chợ này thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình nha. 079 791 443. Thì tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em về cái dòng máy này. À, ngoài cái máy đánh bài chợ này thì cơ sở tôi phân phối đầy đủ hết các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi luôn, từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa, máy đánh bài này, đây ví dụ như loại máy đánh bài này, mẫu mới này, mẫu mới năm 2022 này, hoặc là phụ kiện máy đánh bài này, tai nghe các kiểu, tai nghe của các dòng máy đánh bài kỹ thuật số hồi xưa giờ đó vẫn có hết. Và cung cấp quy luật game trên di động, hack game bầu cua là đều có, nên đó là anh em có nhu cầu gì thì có thể liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Rồi thời lượng video thì cũng có hạn, anh em nào có thắc mắc gì á thì có thể liên hệ tới số điện thoại và kết bạn Zalo. Tôi sẽ tư vấn kỹ cho anh em nha. Thời lượng video cũng có hạn thì tôi chỉ giới thiệu sơ tới này thôi. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp, tôi sẽ tư vấn nhiều hơn nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nha. Xin chào.